Có mấy con chim hót đi. Giới thiệu là cô gái tên Quang, cô đang cắt tóc. Đây là hai cô gái tên Quang. Thank you.
Tóc Cẩm Vân à? Hả? Tóc gì? Bốp á? Lên lấy tầm chân kính. Tay nghề cao Phương với chị Lành đều là con gái Tuyên Quang cả ấy nhỉ? Đều trộm đĩa. Ừ? Đều trộm đĩa. Đều trộm đĩa hết à? Này để làm gì? Tạo độ bay. Tạo độ bay cho tóc à? Vâng. À, nghệ thuật này. Cắt tóc mọi người nghe chim hót này. Tuyên Quang thì vùng núi thì chỉ có thế thôi. Thank you.
Xong rồi đây. Kiểu tóc là kiểu tóc gì? Robot á. Quay cho tóc của anh.